Chào các em, trong video này cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 môn địa lý 8 năm học 2022-2023. Bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 có giới hạn gồm các bài 1, 2, 3, 5 và 6. Về cấu trúc chia thành 2 phần, phần 1 trắc nghiệm 8 câu 4 điểm, phần 2 tự luận gồm 2 câu 6 điểm. Thời gian để làm bài là 45 phút. Trong phần tự luận sẽ chia ra thành phần lý thuyết và phần kỹ năng. Và để làm được phần kỹ năng thì các em sẽ sử dụng tập bản đồ địa lý lớp 8. Về phần trắc nghiệm, các em sẽ tự ôn tập trong đề cương mà cô đã phát. Còn trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập phần tự luận. Phần tự luận gồm có 7 câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. Nêu các đặc điểm về vị trí địa lý, kích thước lãnh thổ châu Á. Để trả lời được câu 1, các em sẽ dựa vào nội dung của bài 1, vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản. Câu 2. Trình bày đặc điểm sông ngòi khu vực Bắc Á và khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á. Để trả lời được câu 2, các em sẽ dựa vào nội dung của bài 3, sông ngòi và cảnh quan châu Á. Câu 3. Sông ngòi châu Á có những thuận lợi gì để phát triển kinh tế? Nguyên nhân nào làm cho nguồn nước sông ở Việt Nam bị ô nhiễm? Để trả lời được câu 3, các em sẽ dựa vào nội dung bài 3, sông ngòi và cảnh quan châu Á và hiểu biết của bản thân. Câu 4 là câu kỹ năng. Các em sẽ dựa vào tập bản đồ địa lý 8 trang 5, kể tên các đới khí hậu của châu Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 100 độ Đông. Các em sẽ mở tập bản đồ địa lý 8 đến trang số 5. Trang số 5 này có nội dung là các đới và các kiểu khí hậu. Chúng ta sẽ tiến hành đọc bảng chú giải. Các đới khí hậu sẽ có ký hiệu là các số La Mã. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy có đới khí hậu cực và cận cực được thể hiện được ký hiệu là số 1 La Mã. Đới khí hậu ôn đới số 2 La Mã. Đới khí hậu cận nhiệt là số 3 La Mã. Đới khí hậu nhiệt đới là số 4 La Mã. Đới khí hậu xích đạo được ký hiệu là số 5 La Mã. Và ranh giới của các đới khí hậu đó là đường màu đỏ, đường nét đậm màu đỏ. Chúng ta đây chính là đường kinh tuyến 100 độ Đông theo thứ tự từ Bắc xuống Nam, từ trên xuống dưới. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua các đới khí hậu. Đó là đới khí hậu cực và cận cực số 1. Đới khí hậu ôn đới số 2. Đới khí hậu cận nhiệt số 3. Số 4 đó là đới khí hậu nhiệt đới. Và số 5 đó là đới khí hậu xích đạo. Như vậy từ Bắc xuống Nam dọc kinh tuyến 100 độ Đông ở châu Á sẽ có 5 đới khí hậu. Câu 5 là câu kỹ năng. Các em dựa vào tập bản đồ địa lý 8 trang 6, kể tên các đới cảnh quan tự nhiên của châu Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 100 độ Đông. Các em tiến hành mở tập bản đồ đến trang 6. Trang 6 có nội dung là các đới cảnh quan tự nhiên của châu Á. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc bảng chú giải. Đọc bảng chú giải chúng ta sẽ thấy mỗi cảnh quan ở đây sẽ được thể hiện bằng một màu sắc khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xác định kinh tuyến 100 độ Đông theo thứ tự từ Bắc xuống Nam và từ trên xuống dưới. Sẽ có các đới cảnh quan đó là màu tím nhạt. Chúng ta sẽ thấy là có màu tím nhạt. Nhìn qua bên bảng chú giải thì màu tím nhạt sẽ là cảnh quan Đài Nguyên. Tiếp theo là màu xanh nhạt sẽ là cảnh quan rừng Lá Kim hay còn gọi là rừng Tây La. Lần lượt như vậy thì chúng ta sẽ thấy là có cảnh quan Thảo Nguyên. Rồi đến màu vàng sẽ là cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc. Màu tím đậm sẽ là cảnh quan núi cao. Màu xanh dương, xanh đậm sẽ là cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm.
và cảnh quan và màu vàng, màu cam sẽ là cảnh quan savan và cây bụi. Như vậy dọc kinh tuyến 100 độ đông, theo thứ tự từ bắc xuống nam sẽ có 7 đới cảnh quan. Câu 6 là câu kỹ năng. Dựa vào tập bản đồ địa lý 8 trang 8 cho biết nơi phân bố của mật độ dân số dưới 1 người trên 1 km vuông. Giải thích vì sao những nơi đó thưa dân. Các em sẽ tiến hành mở tập bản đồ đến trang 8. Trang 8 có nội dung là dân số, mật độ dân số và các đô thị lớn của châu Á. Xác định nơi phân bố của mật độ dân số dưới 1 người trên km vuông, các em sẽ tiến hành đọc bảng chú giải. Phần mật độ dân số thì mật độ dân số sẽ được thể hiện bằng các màu sắc và mật độ dưới 1 người trên 1 km vuông sẽ được thể hiện là màu vàng nhạt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc bản đồ. Thì những nơi mà có mật độ dưới 1 người trên 1 km vuông sẽ là những nơi mà có cái màu vàng nhạt này. Thì một số nơi như là phía Bắc của Liên bang Nga, phía Tây của Trung Quốc, phía Nam của Ả Rập Xê Út, Mông Cổ, vân vân. Các em có thể xác định thêm một số nơi khác nữa. Về giải thích vì sao những nơi này thưa dân, các em có thể dựa vào nội dung của bài 1, bài 2 và bài 3 để giải thích. Và cô có một số gợi ý như sau. Những nơi này thưa dân bởi vì những nơi này chủ yếu là có khí hậu lạnh giá hoặc là khô hạn, khí hậu rất khắc nghiệt. Địa hình chủ yếu là núi cao, hiểm trở, là hoang mạc. Và sông ngòi ở những nơi này thì kém phát triển. Câu số 7. Các em cũng dựa vào tập bản đồ địa lý trang 8 và xác định nơi phân bố của mật độ dân số trên 200 người trên km vuông và giải thích vì sao những nơi đó đông dân. Bằng chú giải phần mật độ dân số thì mật độ dân số trên 200 người trên km vuông sẽ được thể hiện là màu hồng đậm. Đọc bản đồ chúng ta sẽ thấy những nơi có mật độ dân số trên 200 người trên km vuông sẽ bao gồm một số nơi như là Nhật Bản, phía đông của Trung Quốc hoặc là ven biển của Nam Á, vân vân. Những nơi này đông dân là do có điều kiện khí hậu ôn hòa. Địa hình chủ yếu là đồng bằng với đất đai màu mỡ. Sông ngòi ở những vùng này thì tương đối là dày đặc và những vùng này thì được khai thác từ lâu đời và tập trung rất nhiều đô thị nên là dân cư tập trung đông. Chúc các em ôn tập tốt và làm bài đạt kết quả cao.